các bạn, khi nhắc đến dòng máy giặt của LG thì chắc hẳn không còn gì xa lạ đối với chúng ta nữa đúng không nào? Máy giặt LG sở hữu những ưu điểm vượt trội, thiết kế sang trọng và tinh tế, và còn được tích hợp nhiều tính năng hiện đại mà giá cả lại còn phải chăng nữa. Vì vậy, có rất nhiều người đã tin dùng vào dòng sản phẩm máy giặt của hãng này. Và ngày hôm nay, Thảo Vy sẽ giới thiệu đến cho các bạn một trong những chiếc máy giặt hiện đang rất được ưa chuộng tại Nguyễn Kim. Đó là chiếc máy giặt LG Inverter 15.5kg T2555VS2M. Và đây là chiếc máy giặt Inverter tiên tiến với các tính năng hiện đại và giặt sạch tối ưu nhất mà vẫn tiết kiệm được điện năng. Nào bây giờ xin mời các bạn hãy cùng với Thảo Vy khám phá xem những tính năng nổi bật của chiếc máy giặt này nhé. Máy giặt LG T2555VS2M này có khối lượng giặt lên đến 15.5kg và là sự lựa chọn phù hợp cho đại gia đình có trên 7 thành viên. Máy có thiết kế cửa trên truyền thống với tông màu trắng tinh tế hiện đại. Các góc được bo cong mang đến cảm giác nhỏ gọn hơn nhiều so với kích thước thật, góp phần làm tăng sự sang trọng cho không gian nội thất của gia đình bạn. Ngoài giặt sạch, chiếc máy giặt LG này còn được trang bị công nghệ Inverter cho khả năng hoạt động mạnh mẽ, được gắn trực tiếp với lòng giặt nên tăng khả năng tiết kiệm điện. Đồng thời, độ rung cũng như là tiếng ồn do ma sát của máy cũng sẽ giảm đi rất nhiều, giúp cho máy vận hành mượt mà và êm ái. Máy có thiết kế dạng vòng cung, giúp hòa tan bột giặt hoàn toàn vào trong nước và giặt sạch mọi vết bẩn. Đồng thời, tránh tình trạng cặn bột giặt còn bám trên sợi vải, gây cho chúng ta cảm giác ngứa ngáy và khó chịu. Với chiếc máy giặt LG này, thì việc giặt giũ của bạn sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn nhờ vào các tính năng hiện đại. Công nghệ Bench cộng 3 sẽ tạo ra các dòng nước theo phương thẳng đứng, đưa đồ lên xuống liên tục và giặt quần áo đồng đều sạch sẽ. Bên cạnh đó là công nghệ Turbo Doom giúp xoay đảo hướng lòng giặt và mâm giặt ngược chiều liên tục, mang lại khả năng xoáy nước mạnh mẽ giúp đánh bay mọi vết bẩn cứng đầu nhất. Tiếp theo là tính năng Smart Motion sẽ cài đặt chuyển động thông minh và tối ưu cho từng loại vải khác nhau, tối ưu cho việc giặt quần áo. Bạn có thể giặt những món đồ có chất liệu khó nhằn như là vải lanh, linen mà không lo nhăn nhúm vì quần áo bị quấn hay xoắn vào nhau nữa nha các bạn. Ôi, mới nghe qua những tính năng hiện đại của chiếc máy giặt LG này thì Thảo Vy đã muốn đến với Nguyễn Kim ngay và sở hữu cho mình một em rồi. Còn các bạn thì sao? Các bạn có giống như Thảo Vy không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thảo Vy xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.